hiện ra đâu. Sẻ nào. Sẻ 26/44. Có một nhà BP bên trong, chắc chắn là như vậy rồi. Thủ lại những với cái việc mà đối phương có thể công chém sang đây. Và nếu như mà Gunny có thể lên cung A to khỏe thì cái thế trận này sẽ là an bài luôn. 28/44. Ra rất nhiều ruộng để có thể tăng lực dành cho Yamato. Một bài đấu mà thời đầu thì Sẻ rất yếu lực. Và thấy là con giò Sẻ đang không công giáp gì cả. Và như vậy Gunny đang bị những con chém của đối phương đi vào. Đồng dân mình không có bánh xe và tờ này cẩn thận nhá. Có phải GE không? Phu. Sẻ, vâng, phu của Sẻ tới rồi. Vậy nào, như vậy là xin được luôn con chém của Yamato trong tay Hồng Anh, giúp Gunny dễ thở hơn một chút. Có cả đến từ đội bạn. Vâng, tờ này thì Gunny sẽ phải thủ tốt. Cẩn thận nha, không, như vậy là giật vào bên trong. Sẻ sẽ phải phù được hai con chém, cố lên nào. Được không? Vậy đi. Dẫn đồng chém. Vào một cái bài đấu mà Gunny là người lực khá là yếu. Được không nhỉ? Vẫn đang bo kịp thời. Cẩn thận là đối phương chém ruộng kìa. Đi rồi. Vâng, như vậy là vẫn phải thành công. Có phù của Hồng Anh công lên nữa. Và một lối công rất ghê đến từ đánh chém người Phú Thọ. Khê rồi. Rất đồng chém của màu 6 Chipboy. Và vâng, như vậy là chúng ta có tỷ số 1-0 trong trận đấu thứ 3. Chuỗi 4 trận thắng bị cắt đứt. Một cái map đấu mà Gunny là người, cả Gunny và cả Chim Sẻ Nắng đều không có lực. Không có lực ở thời điểm đầu. Đối phương rất phũ phàng với những bài đấu vắt đều 2BL, có công gà và công cả P nữa. Rồi, như vậy chúng ta sẽ đến với diễn biến của cái đấu bản lề thôi. Không chỉnh được chất lượng nha mọi người, xin thông báo lại như vậy. Và cái tình trạng giật lag thì nó sẽ chỉ như vậy thôi, không thể cải thiện thêm được. Cái mạng của văn phòng là như vậy rồi, mong anh em khán giả thông cảm. Vâng, Griezmann và đối phương là Semper, mắc của mắc. Chim Sẻ Nắng là người cầm Griezmann, có tí Min Noan của Gunny. Hồng Anh là người cầm Sen và Persian trong tay của Chipboy. Vâng, Sẻ là người định quyết nhưng mà Gunny là người can. Để xem rằng đó có phải là một cái tình huống can định mệnh không. Được rồi, Gunny nào. Có voi, có hiêu. Và gỗ đầu gần. Để xem thế nhà như thế nào. Bình ga đấy, đúng không? Em hay gọi là bình ga là do ông này hay cầm Grick ạ. Tạm thời sẽ không có cam nha mọi người, một chút nữa sẽ có cam. À, đây rồi. Đấy, cũng đôi voi như ai đây. Thế như vậy là 3 voi dành cho Grick nhỉ. Ui, rất hùng hãn. Như vậy là Sẻ sẽ quyết định là đổi tên dân, không dám liều. Tầm đấy là Gunny, là Gunny sẽ kiểu gì cũng câu bằng con dân đấy. Và như vậy là con voi thứ hai nằm xuống, thêm con voi nữa và bài này là mắc binh về đồ dành cho Sẻ rồi. Có quả sự tích bình ga có từ khi bằng bình ga với bật lửa ở Trung Quốc ạ. Bình ga và bật lửa. Và bây giờ mình để ý thấy là luồng livestream của Hưng Nhổn mới đang chỉ có 9.000 like thôi. Anh em có thể cho thêm vâng khoảng tầm 2.000 đã, xin lỗi là 1.000 đã, cho lên 10.000 like đúng không ạ? Xin chào Củ Đậu nhá. Vâng, comment nó bị trôi nhanh quá. Trước vừa ngồi với ông anh xong. Sẻ hôm nay không lên kênh. Trận đấu bản lề mà quân đối phương là Semper rất mắc. Mà có một pơ đã là khó đối phó rồi nhá. Gunny đi sao? Và mắc binh luôn, 25 kích đời luôn. Và Chim Sẻ nắng báo về một cái tin không thể buồn hơn, đó là bài đối phương 10% hai người. Bài pơ 10% anh em biết rồi đấy. Chào Đoàn Hải Đăng luôn nhá. Bình thường trong cái kèo đầu này thì là bình thường là Gunny sẽ phải là người quýt và Chim Sẻ là người động viên, Chim Sẻ là người can. Hôm nay ngược lại. Vâng, tâm lý của Hải đang tâm lý của Bình có vẻ đang hơi buông xuôi. Bình xuôi. Và như vậy là Sẻ thì đang kích đời rồi. Và đấu kích đời khoảng tầm 10 rưỡi dành cho anh. Còn giò đến từ người cầm màu 6 và Chipboy. Persian tìm đến nhà mình luôn. Một dân nằm xuống. Con giò này chưa có giáp đâu. Có giáp luôn à? Con giò của mình nghĩa là chưa có giáp. Bò ấy là rất kín kẽ. Persian đối phương đánh 25 dân thì không phải là đột biến. Như vậy là có tê đến từ Seng công ở đây luôn. Rất khó chịu đến từ Hồng Anh. Đây là một tình huống bò cản mặt đến từ Chim Sẻ nắng. Bò như này thì họ sẽ không sang đánh Chim Sẻ được, mà họ sẽ chỉ sang nhà Gunny thôi. Thập lai con số 27 trên 52. Vâng, đánh thằng cùng A. Được ăn cả và ngã thì về không. Cái cửa duy nhất chúng ta thôi, đó chính là Minoan phải có cung A. Bên kia Hồng Anh là người cầm Seng đánh thẳng cùng. Và cái thời điểm mà Gunny là người chuyển cung A, xin lỗi là người lên cung A, như là thời điểm mà Gunny rất yếu. Đáng tiếc là con chém trong tay Chim Sẻ nắng cầm cũng chỉ là Grick thôi. Và một nhà BP cơ bản. Như vậy là toàn bộ những hồng dân mỏ gỗ này của Chipboy sẽ phải nằm xuống. Ngay lập tức thì đối phương ập vào đây luôn. 24, cẩn thận nha. Vẻ rất khó chịu lên chip này. Đâu rồi, coi là phù để con phù nở ra bên trong nào. Phù nở ra bên trong thì mọi thứ sẽ là dễ dàng hơn rất nhiều. Không, nhưng mà có cung nở của Hồng Anh đến nơi luôn. Vậy nào, xịn, rồi. Rất nhẹ nhàng tình cảm, được luôn con lạc đà đối phương. Nhưng nỗi lo thì vẫn còn đó. Quá nhiều lạc đà của người cầm pơ. Và như vậy chỉ có là vắt chân lên cổ mà chạy thôi. Giải rất nhiều, thằng bài của Sẻ đang tụt xuống còn con số 22. Pơ chắc bài đến Chipboy khi anh ta đang là người vẽ ruộng rất nhiều. Và đối phương cũng đang muốn chơi fit Chim Sẻ để có thể là đưa về thế 2 đánh 1. Rồi, như vậy là Chipboy không đuổi nữa. Sẻ thì cố gắng lách vào trong để có thể làm ăn. Thăm lại 38 dành cho người gầm mìn. Chúng ta vẫn đang rất cố gắng. Đâu rồi, thử uốn lượn và con chém con giò quanh quanh nhà đối phương xem là có dân nào bên ngoài không. Bổ 16 rồi. Sẻ bây giờ sẽ bật chế độ thi đấu về sau. Bây giờ thì Hồng Anh họ sẽ và anh ta sẽ chạy quanh ruộng của mình và tưới vào những hồng dân. Thời điểm mà Gunny đang là người không có quá nhiều cung nga và công nghệ bánh xe thì cũng đang lên nữa. Bốn 3/4, như vậy là khoai rồi khi mà lạc đà đối phương đang lao xuống nhà mình ở con đường bên dưới. Rất cố gắng nhưng mà không thành công. Ok, và chúng ta đến với diễn biến của game đấu tiếp theo. Tỷ số là 1-2 trong set đấu thứ 3. Semper mắc quá. Bài sen kín. Khê, nói chung là map đấy khê và đối phương đang vươn lên dẫn trước mình luôn. Đoàn quân vậy là khó. Và đến với diễn biến của trận đấu tiếp theo, mong rằng mọi thứ sẽ là ổn. Một hai ở trong trận đấu này. Ngày hôm nay Chim Sẻ nắng không lên like mọi người. Đây rồi. Và như vậy là ăn miếng và trả miếng luôn. Trận trước họ xem Pơ và lần này thì mình đáp lễ lại. Pơ Pan đối đầu với hai Grick. Và có lẽ là lần này thì Hồng Anh sẽ là người soi quân. Và muốn quýt thì Chipboy sẽ càn là đánh được. Chim Sẻ nắng là người cầm Pamiran và Persian trong tay của Gunny. Perpan thì đúng là sức mạnh vô địch ở trong map la rồi. Hy vọng là bài sẽ ổn. Chỉ cần bài ổn thôi thì nhiều khả năng tỷ số sẽ là 2 đều và chúng ta có chung kết lần đầu tiên trong một trận đấu và có chung kết trong buổi tối ngày hôm nay. Trước mắt là trận đấu này đã. Đến với những những bức giò đến từ Chim Sẻ Nắng nào. Thằng này con số 9 trên 12. Và một vòi về. Lại thấy những con xe giò Hồng Anh lảng vảng quanh đây. Như vậy là Sẻ lại tiếp tục là gần Hồng Anh rồi. Và hôm nay nhiều khả năng sẽ là đánh đủ 5C. Không phải là chặng 3 như bình thường nữa. Trong map đấu 22 thì hai con Grick sẽ là vâng loại quân khó chơi nhất. Grick thì nó chỉ có cách là đánh chém thôi. Hoặc là cái bài mới bây giờ thì là cái hữu đánh kiểu trông tê ôm bom. Cũng là rất khó. Rồi đánh với lớp 2 Grick quyết luôn. Còn gì vì lớp và Gunny cũng được quyết luôn. Một bãi quả phụ nữa thôi, dành cho ngầm ban thì là mắc binh. Có vẻ như Gunny là người đang chỉ đồ do Chim Sẻ Nắng. Một bãi quả cũng không phải là quá xa. Rồi như vậy là Chim Sẻ Nắng báo về là có bãi quả gần rồi và không cần thiết phải ăn bãi quả bên trên nữa. Thế như vậy thì lực dành cho người cầm pơ sẽ là khỏe hơn rất nhiều. Đánh 19 dần. Lượng thịt đang dồn lên. Rồi như vậy là kích đời ở 7 phút 33. BB để có thể bo bãi vàng trong tình huống này. Và dường như là Thương Nhổn đang có một quyết, đó là muốn đánh thẳng cùng A trận đấu này. Số lượng dần mà anh đang có là con số 26. Bài vở thì cũng khá là kín kẽ thôi, không mất quá nhiều tài nguyên gỗ để có thể bo nhà trong bài đấu này. Khi mà những cái chiếc E thì Thương Nhổn đã chủ động bo từ đời 1 rồi. Những chiếc E bo nhà từ đời 1. Và với việc mà Sẻ là người cầm pan thì Gunny cũng thêm phần tự tin để đánh cung. BL và BM thì Chim Sẻ thì nắng và kích đòi rồi. Một đấu kích đòi 10-18 rất sớm. Và một chiếc nhà BS rất mắc để có thể chống chém. Lực cũng không phải là quá khỏe trong trận đấu này. Một vài cơ bản thôi. Vâng, chờ đợi con giò đầu tiên sinh ra và đẩy đi thôi. Cùng cánh của mình thì nó sẽ là Hồng Anh. Cả Chipboy và cả Hồng Anh thì lên đời là bằng khít nhau. Đó là câu chuyện đời 2. Đây rồi, Hồng Anh. Bởi vì thời điểm phút thứ 3 trong game là có xe giò Hồng Anh đẩy ra nhà mình rồi. Hở không? Bãi vàng có hở không? Hình như hở. Vâng, BP này Chim Sẻ Nắng nào? Ồ không. Vậy đây là một tình huống mà Chipboy là người vẫy bắt giò rất nhanh. Một hồng dân nằm xuống, hai hồng dân nằm xuống. ba hồng dân nằm xuống. Và như vậy là chúng ta cũng kịp thời là lấy mạng ba hồng dân trước khi con giò bị chết. 20/24. Vâng, như vậy thêm một cái ruộng mới nữa. Không thấy nhiều động tĩnh đến Hồng Anh. Như vậy đây là những chiếc nhà BI rồi. Bổ nào. Ba hồng dân này không thể đóng thêm một nhà nữa. Tham gia con số 22 và tơn này Chim Sẻ nắng vẫn lọt được vào trong nhà của Hồng Anh nhá. Không, như vậy là Hồng Anh cũng đã có bánh xe trong tình huống này. Và tiếp tục là thả lạc đà vào bên trong. Những con lạc đà Pyran di chuyển là rất nhanh. Và nếu như Hồng Anh có y lên nhà mình thì Chim Sẻ nắng cũng đã có phù để có thể chơi lại. 23. Vẫn không từ bỏ cái ý định và đóng nhà bi này đến từ Hồng Anh. Hai nhà y thiết kế rồi. Gunny thì sao? Gunny vẫn đang có tham lai 32 và cung A đang trên quá trình lên. Vâng, cung A hai váy đang chỉ còn đường nâng cấp. Bài này thì sẽ cẩn thận với tình huống mà đối phương có thể là chém vẩy e. Và như vậy là giáo dục công dân rồi. Chipboy là người mang rất nhiều công dân lên đây. Nhưng số lượng cung A bên trong này thì Chipboy không thể làm cách nào khác. Có lẽ anh ta sẽ chỉ có cửa là cung ca thôi. Cung A hai váy đã lên thành công. 37/68 là tham lai đến từ Persian. Và như vậy là không công được và đối phương quyết định resize. Cái bên này thì Chim Sẻ nắng cũng thủ phù rất chắc chầy. Hồng Anh là người lực yếu đi một chút rồi. Và rất khó dành cho hai Greek để có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Và chúng ta có tỷ số là 2-0 đến với chung kết của giải đấu thứ 3 rồi. Rất căng. Rất căng. Vâng, cảm ơn Bin vô tình đã gửi tặng sao nhá. $20.000 anh em khán giả, và cố gắng là like và chia sẻ đi ạ. Tương tác ủng hộ Gunny trong Gunny và Chim Sẻ đi nắng trong buổi tối ngày hôm nay. Chung kết rồi. Rất căng thẳng. Và mở bát nào quân Phoenician. Vâng, như vậy là đối phương có xe nghề Jeep. Cú hét rất to. Mình là Foia. Sang Ezit và Voya đánh thoải mái thôi. Chim Sẻ nắng là người cầm phô. Và Gunny cầm Yamato. Ezit trong tay của Chipboy. Và Hồng Anh là người được cầm xem. Chung kết và quân đối phương đánh giá đẹp hơn một chút xíu. Và sẽ lò Văn Luân nhá. Tên khá là hay. Em là anh Blue ạ, bình luận viên của Sài Gòn News. Xin gửi lời chào tới toàn thể anh em fan của Gunny cũng như là fan của Chim Sẻ nắng. Mình biết rằng rất nhiều anh em có mặt ở đây là muốn xem Chim Sẻ nắng thi đấu, bởi vì ngày hôm nay thì Chim Sẻ nắng không lên kênh. Thì mình cũng xin chúc anh em có những giờ phút xem kèo thư giãn và vui vẻ nhất. Và có thể để lại những comment giao lưu với nhau. Vâng, thao tác tay đến từ Chim Sẻ nắng. Gunny cũng đang có một bài ổn rồi khi mà anh có quả phụ cũng như là hiệu. Tham lai con số 12/16 dành cho Phoenician. Và cái thế này cũng là mắc binh về người cầm rồi, khi mà Chim Sẻ nắng là người cầm quân có thể đánh cục. Gunny người cầm chém. Và chào Trần Công Sĩ luôn nha. Hoàng Lực comment bình luận không. Comment thì bây giờ như là chuyển sang công tác ở đài truyền hình rồi thì phải. Comment nhà đài đấy. Sẻ không lên kênh, ai đang quay cam Sẻ? Quay cam Sẻ là đây là cái cam mà nó có góc rất rộng và có thể quay cả Chim Sẻ Nắng cũng như là cả bình luận viên luôn. Đấy, Gunny ở trước cam đấy. Cái đó đang phát ở trên fanpage của Hướng Nhồn và một kênh của nhà mạng thôi. Còn nếu anh em mà thấy kênh nào trên YouTube thì có thể report cái kênh đó đi. Và chào Trần Đình Vĩnh nhá, Thành Duy luôn ạ. Vâng, áo đỏ bình luận viên chuẩn rồi anh ơi. Mập đấu mà đồ ăn cũng là một bãi quả phụ khá xa xôi dành cho Chim Sẻ Nắng. Màn máy đến từ Gunny nào. Vâng, như vậy là ăn tranh với Egypt của Chipboy nhỉ. Bạn này tuy là ăn tranh nhưng mà lực của mình không bị giảm sút đi nhiều, bởi vì là chúng ta vẫn còn nguyên một bãi quả ở kia. Dân Yamato thì nó chạy nhanh, làm ăn cũng là nhanh thôi. Egypt sẽ là loại quân thời đầu bị bất lợi nhất, bởi vì nó không có cái tính năng nào để có thể lên đời sớm cả. Và Gmen khả năng cao là anh làm bình luận viên gì đó, em không biết rõ cái công việc của Gmen là như nào cả. Và cảm ơn Trần Phú đã gửi tặng sao nha, chào Minh Cương luôn. Vâng, Thất Cầm Tiên Sinh. Bình luận viên vẫy tay gái đây, em giơ tay lên đây ạ. Cái ông ngồi một mình sau Chim Sẻ làm gì vậy? Đấy là cái ông đang nói chuyện với anh em đây. Còn có một ông đang ngồi nghịch máy tính đấy thì vâng, nó là Gver. Vâng, cảm ơn Trương Bá Trung tiếp tục là người gửi tặng sao nha. Đến với diễn biến của trận đấu này, ui giời ơi, tí nữa thì bị xịn giò. Nhưng Chim Sẻ Nắng báo về một thông tin mừng, đó là Hồng Anh người cầm seng đánh chém và bị mất giò luôn, rất nhanh thôi. Vâng, Sẻ dường như chỉ bị mất một thằng nông dân và đổi lại con giò đối phương là quá lời rồi. Còn Gunny đang muốn làm một cái gì đó. Vâng, anh đang đi dân vào bên trong nhà Chipboy chứ hơn là đi dân vào bên trong hốc này. Và đóng một nhà Biller nào, thiếu một chút gỗ rồi, người gỗ. Không rồi, Biller, đúng rồi. Và sau đó chúng ta sẽ cần phải ken một cái e đó luôn, tránh tình trạng là đối phương bo lờ mình. Đi dần ở bên trong, đúng rồi. Tôi đang cảm giác như giống cái kiểu đánh IAC vậy anh em ạ. Vâng, kiểu dạng IAC vậy. Mình xây lờ bên trong nhà đối phương. Cẩn thận nha, cẩn thận Chipboy chốt một cái e nữa ở gần nhà Biller anh. Đấy. Và Gunny đang chờ đợi cái khoảng thời gian lên đời để có thể là đập tiếp một nhà BL nữa bên trong nhà đối phương. Và mình lên đời rồi và Chipboy cũng đã nhảy đời, vụt thôi, vụt. Vâng, lên đời thì được vụt nhau thoải mái. Chắc chắn rằng Egypt của Chipboy sẽ rất yếu thôi. Vâng, hai BL bên trong như không. Đây là một tình huống mà Hồng Anh cũng là người chém luôn vào bãi quả phụ này của chúng ta và lực của Gunny sẽ bị giảm sút khá nhiều. Đen tiếp E đấy, đúng rồi, đen tiếp E và lao bên trong. Chỉ chém dân trong tình huống này được không nhỉ? Đang hơi thốn với tình huống mà Hồng Anh là người mang lạc đà sang để thủ. Nhưng như thế này thì Chim Sẻ Nắng sẽ là người có lợi nhất, bởi vì sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời để có thể phát triển với cái việc mà anh cầm phô. Vâng, tầm này con số 27, 80 đang cơ cấu thôi. Đến với màn máy của Gunny nào. 15/32. Tiếp tục chết thêm dân nữa dành cho Chipboy. Nhưng ba con lạc đà này của Hồng Anh thực sự là khó chịu. Thêm một cái ruộng nữa nào. Ok luôn. Chưa, nó bình thường thôi, bài yếu lắm. Vụt dân với cả Gunny mà ăn tranh Sẻ 34, Sẻ vừa đi. À không, như vậy là đấy là dần của Sẻ. Sẻ 34 trên 72. Nhà của Chipboy tận 9 giờ cơ, kịch góc 9 giờ. Vâng, như vậy Hồng Anh bao một tên. Tham lại cần chặt. Bao một tên. Và bây giờ bắt đầu có hai anh cùng giờ đầu đến với Chipboy để bắn cái khu vực bo nhọn này của chúng ta. Hãy cẩn thận nhờ. Rất căng thẳng, rất căng thẳng. Vâng, tấm lại còn Gunny đang chỉ là con số 16 mà thôi. Khá thốn. Trận đấu này Sẻ sẽ cần phải phát huy gây tinh hoa cùng giờ trong tay của anh. 38 trên 72. Bài đấu mà Hồng Anh đang chỉ là ăn hoang thôi này. Không có quá nhiều ruộng đâu. 2 BL và một vài cái ruộng cơ bản. Nhưng rất tiếc là trận đấu này thì Chim Sẻ nó chỉ có một thế gom cục, chứ không phải là chúng ta có thể là phát triển khỏe mạnh ở trong nhà mình. 43 thì 72, đúng rồi. Dí vào bắn bãi vàng của Hồng Anh. Chưa được, một hồng dân của Seng nằm xuống. Và anh ta đang bỏ chạy là rất nhanh. Tiếp tục cá gì con lạc đà này của đối phương. 43 trên 72 sẽ cầm cung thì rất yên tâm rồi. Một lớp giáp 2 cơ bản để có thể chống chém. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận khi mà chất quân Chipboy đang cầm đó là cung đờ Egypt. Bãi gỗ kia hở nha. Bốn 45 trên 72 đây rồi, dí vào. Những hồng dân làm ăn bên ngoài đến từ Chipboy. Vâng, Chipboy cả ăn hoang kết hợp vẽ ruộng này, bởi vì trong cái hốc đấy của Egypt thì họ không có nhiều đất để có thể phát triển. Nhưng lạc đà đông quá nhở. Anh có chiếc vàng không? Bơm Sẻ lên cái giáp 4 thì thơm. Và cố gắng là di chuyển những con cung rờ để có thể là tỉa tót những hồng dân của cả Hồng Anh và cả Chipboy nữa. Một trận đấu rất quan trọng, chung kết của trận đấu thứ 3 rồi. Và như vậy là giáp 4 luôn. Gunny tham lai là 13. Cố lên. Tiếp tục là tỉa đâu anh ơi. Chipboy nó cũng ăn hoang nhiều đấy. Và Gunny cố gắng là cứ thả chém vào những khu vực điểm yếu của đối phương, đừng để mất tham quá sâu. Và một chút thịt để cho Yamato lên bánh xe. Và với Yamato chỉ cần ba cái ruộng thôi là sóc đều được một nhà BL. Chém rất rẻ. Số lượng lạc đà Hồng Anh đang tích được là rất đông. Và có lẽ là họ đang muốn cho Chipboy cơ cấu lại. Và sau đó sẽ làm một tuần ốp mình chăng. Rất đông lạc đà nhá. Vâng, giáp 4 đã có dành cho Chim Sẻ nắng. Năm 77 trên 72. Tuần này cơ cấu hay. Vâng, cấu cẩn thận nha. Bộ 2 luôn ở phút thứ 22. Những cái rừng đang xấu dần theo thời gian. Và tham lai. Như vậy tham lai chúng ta đang có xu hướng đè. Vâng, tham mình đang đi lên đấy. Một chút vàng lên đầu gấu. Không được rồi. À đây có màu vàng trong này. Và như vậy là đốt L của Hồng Anh luôn. Thì nhà BA mới cho Chim Sẻ nắng. Rất tiếc là cái bài này của Phô cũng xấu. Và chúng ta không thể phát triển quá Bắc Minh được. Rừng rú là hạn chế. Cả Chipboy cả Hồng Anh đều không phải là những tay cung quá cứng. Nhưng bây giờ thì đối phương đang muốn ốp vào nhà mình. Chim Sẻ nắng sẽ là người phải thủ dẻo thôi. Vâng, như vậy là lạc đà Hồng Anh đi tới. Vậy rất khó chịu. Tuần này thì Phô có đỡ được hay không đây? Có đỡ được hay không? 56. Bắn nào. Vâng, hit and run. Hit và run. Khá là đau đớn đấy nhở. Lượng vàng để nâng cấp đầu gấu cũng đã đủ rồi. Nhưng với cái việc mà Chipboy là người công vào bãi gỗ của chúng ta thì bây giờ cái số lượng gỗ của Phonisan đang không phải là quá dồi dào. Sẻ đang cố gắng là kéo giãn đội hình đối phương ra xa khỏi những khu vực làm ăn. Vâng, bây giờ đối phương đang vậy rất gắt. Và thời điểm này thì Gunny không có quá nhiều quân, chính xác hơn là không có quân để sang đỡ cho người đàn em của mình. Đang cố gắng là phát triển lại thôi. Tham lai của Sẻ đang ở con số 48. Cố lên nào, cố lên nào. Họ cũng không thể sản thêm được nhiều lạc đà đâu. Phải nói là chất cung Ezit và kết hợp với lạc đà đang là rất bá đạo. Tiếp tục là những tơn vẩy e nữa. Và sẽ có chạy được không? Cố thoát ra nào. Rất đau đớn. Vâng, tầm này có số 42/80 rồi. Phần máy đến từ Gunny. Vâng, Gunny tham lai là 17/28. Cố gắng móc máy nào anh ơi. Móc máy được thì cười. Vâng, Sẻ thì vẫn đang cố gắng thủ. Làm nào để cho Chipboy không đẩy quân quá nhiều trong đây thì thơm. Vâng, đầu gấu dành cho Chim Sẻ nắng. Họ đang đầy chờ nhà BA của mình luôn. Và Hồng Anh là người vạy nghe rất rát. Cái tình huống mà đối phương ốp sang nhà mình mà Chim Sẻ nắng có đầu máu thì thơm. Vâng, cùng nghe Zip kết hợp với lạc đà.